Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một trong những họa sĩ đã có nhiều thành tích và đóng góp cho sự thành công của Ban Mỹ thuật Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo họa sĩ Lý Văn Vinh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Vâng, rất là cảm ơn họa sĩ Lý Văn Vinh đã dành thời gian đến với chương trình. Và trước khi bước vào giao lưu thì xin mời họa sĩ cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Tốt nghiệp khoa mỹ thuật Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương, chàng họa sĩ trẻ Lý Văn Vinh trở về quê hương thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hưng Yên giảng dạy bộ môn mỹ thuật cho các em học sinh tại trường trung học cơ sở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Thầy giáo Lý Văn Vinh luôn dành hết tâm huyết, kinh nghiệm mà thầy đã được học truyền đạt những kiến thức, những tư duy sáng tạo bộ môn mỹ thuật cho các em học sinh. Mỗi tiết dạy của thầy luôn được học sinh yêu thích. Thầy giáo họa sĩ Lý Văn Vinh còn được các thầy cô trong nhà trường tin tưởng, quý mến. Thầy Vinh là một giáo viên đã công tác ở nhà trường được 18 năm. Trong thời gian công tác nhà trường, thầy là một giáo viên giảng dạy rất là nhiệt tình, có trách nhiệm, có năng lực, đã được rất nhiều học sinh yêu mến, phụ huynh quý trọng. Và trong quá trình giảng dạy, thầy đã có nhiều học sinh đã đạt được thành tích mà nhà trường đã được cấp trên ghi nhận. Đó là những giải tỉnh, giải huyện và một số giải khác. Đặc biệt là thầy Vinh là một thầy giáo rất là gương mẫu, có năng lực. Không chỉ đảm nhiệm tốt việc giảng dạy trên lớp, mà hết giờ dạy, thầy lại trở về ngôi nhà thân yêu. Đây chính là nơi thầy sáng tác ra nhiều tác phẩm đạt giải cao. Với niềm đam mê, say nghề và tâm huyết, nhiều năm qua, thầy giáo họa sĩ Lý Văn Vinh đã đạt nhiều kết quả cao tại các cuộc thi triển lãm trong nước và quốc tế. Được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng năm 2004 với tác phẩm Công trường nhà máy thép Hòa Phát. Nhận giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại các triển lãm mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng như tác phẩm Trái ngọt năm 2006, tác phẩm Chợ nhãn năm 2007, tác phẩm Công trường đường 5B năm 2015 và giải khuyến khích cho tác phẩm Bê tông hóa năm 2016. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Văn học nghệ thuật tỉnh năm 2010, năm 2012 và năm 2016. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên lần thứ 2 năm 2007 và lần thứ 4 năm 2011, năm 2015. Đặc biệt năm 2018, thầy giáo họa sĩ Lý Văn Vinh đã vinh dự được nhận giải B không có giải A cho tác phẩm Làng gốm tại triển lãm mỹ thuật khu vực 2 Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng. Với những cố gắng, nỗ lực sáng tạo của thầy giáo họa sĩ Lý Văn Vinh, năm 2011, anh đã vinh dự được kết nạp và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thưa họa sĩ Lý Văn Vinh, là qua phóng sự vừa rồi thì khán giả cũng đã phần nào hình dung được chân dung cũng như là những công việc ngày thường của một họa sĩ. Vậy ngày hôm nay thì xin mời họa sĩ có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được hiểu rõ về công việc giảng dạy mỹ thuật của anh tại trường ạ. Khởi nguồn chính của mình là học trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Trung ương rồi đến trường Đại học Nghệ thuật Trung ương. Công việc chính của mình là dạy mỹ thuật. Mình đã trải qua 18 năm công tác tại trường Trung học cơ sở Minh Hải. Trong 18 năm đó thì mình đã truyền thụ cho học sinh những cái kiến thức cơ bản nhất về mỹ thuật, dẫn dắt các em yêu biết yêu thương cái đẹp, biết yêu quý cái đẹp và biết trân trọng cái đẹp. Và để từ đó các em có những cái bước tiến xa hơn. Cho đến bây giờ thì học sinh của mình có nhiều thế hệ đã tiếp bước theo cái con đường mà nghệ thuật của mình. Vâng, thưa anh, là khi mà chứng kiến có những cái học sinh của mình đã theo đuổi niềm đam mê và tiếp tục theo cái con đường hội họa như vậy thì cái cảm xúc của anh là như thế nào ạ? Thì cái cảm xúc của mình khi mà truyền đạt cho các em học sinh và các em học sinh đó biết yêu cái đẹp, biết trân trọng cái đẹp và các em học sinh đã được ứng dụng trong cái đời sống của bản thân mình đấy, cũng như là tạo cái đẹp cho xã hội. Nhiều thế hệ học sinh của mình ấy, thì đã tiếp bước theo gương cái con đường nghệ thuật của mình trong cái cuộc sống mà khi đặc biệt là những cái ngày 20 tháng 11 ấy, học sinh đã đến thăm
thầy rồi thì tặng hoa thầy thì cái cảm xúc của mình thật là không thể diễn tả được bằng lời. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của họa sĩ Lê Văn Vinh. Thưa anh, là trong suốt thời gian vừa qua thì bằng sự say nghề rồi tâm huyết của thầy giáo thì họa sĩ trẻ Lính Văn Vinh cũng đã được nhiều giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam, và đó cũng chính là những cái điều kiện để anh được kết nạp trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay anh có thể chia sẻ với khán giả xem truyền hình về những cái thành quả và những cái niềm vui với những cái tác phẩm đó ạ? Trong con đường nghệ thuật của mình ấy, thì mình trải qua từ những năm 2000, mình tham gia các cái triển lãm mà trong nước và ngoài nước. Tiêu biểu nhất là triển lãm khu vực Đồng bằng sông Hồng, tức là gồm có 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng, mỗi một năm là một tỉnh đăng cai. Thì trải qua một cái giai đoạn mà từ những năm 2000 đến 2011 thì mình đã tham gia và nhận rất là nhiều cái giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam ấy. Bởi vì trước đây ấy thì mình chưa được công nhận và giải chính thức, bởi vì là cái giải chính thức đó chỉ dành riêng cho những họa sĩ thuộc về Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đấy. Thì những năm trước ấy, thì mình được giải ở đây ấy, thì mang tính là giải động viên, và cái giấy khen là chủ yếu. Đấy, của Hội Mỹ thuật Việt Nam là khen thưởng cho những họa sĩ đấy, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh, các tỉnh. Đấy, thì chưa được nằm trong cái giải chính thức. Thì mình có rất là nhiều, có những 7 tác phẩm tham gia và được Hội Mỹ thuật Việt Nam công nhận từ năm 2002 rồi đến năm 2011. Vâng, thưa anh, thì trong 7 tác phẩm đó thì anh cảm thấy tâm đắc nhất với tác phẩm nào? Anh có thể giới thiệu đôi nét về tác phẩm đó ạ? Thì trong những tác phẩm đó thì mình là người quê Hưng Yên, mình rất yêu cái vẻ đẹp của Hưng Yên. Đấy. Trong những tác phẩm đó thì là mình đều vẽ và đều thể hiện trên tác phẩm của mình về con người, cuộc sống sinh hoạt của người dân Hưng Yên. Thì mình rất tâm đắc những tác phẩm như là Chợ Nhãn này, hay là tác phẩm Trái Ngọt. Đấy, một tác phẩm Trái Ngọt của mình triển lãm ở tại Linh Bình ấy, thì tác phẩm này đã được công chúng yêu quý và được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao trong cái tác phẩm Trái Ngọt, bởi vì mình đã dùng những hình tượng rất cô đọng. Đấy, phía trước của mình là một bà mẹ cho con bú, và phía sau của mình, tranh của mình đấy là hình ảnh một cây nhãn. Đấy, thì khi người xem, gợi nhớ cho người xem một thấy rằng là cái dòng sữa mẹ đang chảy từ cái bầu sữa mẹ đến người con, thì đấy là một cái hình tượng của mình muốn nói ở đây trong tranh, đó là thể hiện rằng cái vẻ đẹp của cây nhãn đấy, của Trái Ngọt đấy, của con người Hưng Yên đấy, thì đấy trong tranh của mình có mấy cái kỷ niệm và mình tâm đắc nhất là cái tác phẩm đó. Vâng ạ, có thể nói là trong nhiều năm liền thì anh đã tham gia triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng, và anh cũng đã nhận được giải, ví dụ như năm 2011 và năm 2015 thì anh đều được nhận giải khuyến khích cho các tác phẩm, đó là Công trường 5B hay là tác phẩm Bê tông hóa. Và đặc biệt là năm nay thì anh đã nhận được giải thưởng cao nhất là giải B mà không có giải A cho tác phẩm, đó là tác phẩm Làng Gốm. Anh có thể giới thiệu với quý vị khán giả đôi nét về những tác phẩm này ạ? Vâng, cái điều mà mình muốn nói ở đây ấy là tác phẩm khi mà đã đưa đến công chúng và đặc biệt là được công chúng yêu quý, yêu nhận, và đặc biệt là được Hội đồng Nghệ thuật công nhận tác phẩm đó mà được giải ấy, thì đây là cả một cái quá trình lao động nghệ thuật của người họa sĩ. Đấy. Thì cái thành quả mà bất cứ một người họa sĩ nào sáng tác thì cái kết quả cuối cùng là cái công bố tác phẩm và được công chúng yêu quý và được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao và cho những cái tác phẩm đó được giải. Thì trong năm 2018 vừa rồi, tác phẩm Làng Gốm của mình ấy, thì đây là một cái tác phẩm mà cũng được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao. Đấy. Trong đó thì tác phẩm của mình thể hiện rất là sự cô đọng, chất lọc trong cái ngôn ngữ tạo hình, cũng như cái đường nét của mình rất là chất lọc về cuộc sống con người của nơi sản xuất ra những cái sản vật đấy, như là Làng Gốm. Thì bằng những cái hình tượng đó và kết hợp những cái sự màu sắc cô đọng đó thì tác phẩm đó đã được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao, và đây là một tác phẩm mà được giải B, không có giải A trong cái triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng tại Hải Phòng năm 2018 vừa rồi. Dạ vâng, thưa anh, thế còn với tác phẩm là Công trường đường 5B và tác phẩm Bê tông hóa thì sao ạ? Có vẻ như là một cái mảng đề tài khá là mới, đề tài về giao thông đúng không ạ? Dạ vâng, anh có thể giới thiệu đôi nét về hai tác phẩm này ạ? Thì để có một cái
cái tác phẩm đẹp ấy, thì một người họa sĩ bao giờ cũng phải thực tế. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật nói chung thì đều bắt nguồn từ thực tế. Thì cái tác phẩm nghệ thuật mà hội họa ấy, trong đó có tác phẩm Đường 5B, công trường Đường 5B của mình ấy, cũng là một cái tác phẩm mà được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao trong cái triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng tại Thái Bình năm 2014. Thì tác phẩm này thì thực ra mà nói đối với bản thân mình ấy, trong cuộc sống của mình ấy, là gắn liền với quê hương Hưng Yên. Đấy thì năm 2012 thì con đường 5B được mở qua đất Hưng Yên. Thì trong những chuyến đi công tác thì tất cả những cái hình ảnh như là máy xúc này, xe ủi này, đất này, đá luôn luôn đập vào mắt mình. Và từ đó thì mình đã hình thành những cái ý tưởng mình thể hiện trên tác phẩm đó thông qua đường nét, thông qua màu sắc để diễn tả được cái nội dung mà được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao trong triển lãm mỹ thuật khu vực. Vâng ạ, như vậy là những tác phẩm hội họa của anh thì phần lớn đó là những cái gì mà rất là dung dị đời thường đúng không ạ? Đó chính là những cái nhịp điệu trong cuộc sống hàng ngày mà mình đang diễn ra. Vâng, xin chúc mừng anh một lần nữa thì xin được chúc mừng anh với những thành công mà anh đã gặt hái được trong suốt thời gian vừa qua. Thưa anh, là được biết là anh cũng đã tham gia rất nhiều trại sáng tác do Trung ương và do địa phương tổ chức. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết về một cái kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong khi mà anh tham gia các cái trại sáng tác đó ạ? Kỷ niệm trong các cái trại sáng tác ấy, thì mình có rất là nhiều cái kỷ niệm. Bởi vì các cái trại sáng tác đó thường liên ấy, là do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức này, do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức này, hay là do Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên mình tổ chức hàng năm. Thì các cái cuộc triển lãm thông qua các cái trại sáng tác như vậy ấy, thì để giúp cho các cái hội viên được phát triển, được gặp gỡ, được giao lưu về nghề nghiệp. Thì cái kỷ niệm sâu sắc nhất đối với mình và cái kỷ niệm đó gần đây thôi, đó là một cái chuyến đi trại sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam mở năm 2017, vào tháng 3 năm 2017. Thì trong cái đoàn đi của mình ấy, thì có rất là nhiều các họa sĩ ở các tỉnh thành khác nhau. Đấy, người miền Nam có, người miền Bắc cũng có, người miền Trung cũng có. Thì riêng tỉnh Hưng Yên mình chỉ có một mình được khách mời tham dự. Thì trong một cái không khí gặp mặt các họa sĩ của các tỉnh thành, mỗi người mang đến đều một cái phong cách khác nhau. Và mỗi người đều thể hiện một cái tình cảm trên tranh khác nhau. Và đa phần là các họa sĩ ở đây đến thì bao giờ là cũng chuẩn bị những cái phác thảo trước ở nhà mang đến. Như riêng mình thì do cái công việc dạy học ấy, nó cũng bận. Đấy, mình không có cái đủ cái thời gian mà để mình làm các phác thảo. Đấy. Do vậy thì sau khi đến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba mà mình vẫn chưa có một cái phác thảo gì. Mà trong khi đó thì đặc biệt như họa sĩ Trương Bé ở người Huế ấy, thì ngày thứ ba họa sĩ đã thể hiện được ba cái tác phẩm rất là khổ lớn. Nhưng với mình thì đúng đến tận ngày thứ tư, thì trong một cái buổi sáng, mình nhớ cái buổi sáng hôm ấy rất là thời tiết ở cái Tam Đảo ấy, nó sương mù, và có một cái cô bé người Vĩnh Phúc là đi dạo buổi sáng. Khi về trại ấy, thì có mang một cái bông hoa bìm bìm màu tím ấy, thì kết hợp với cả cái sương mù, thì bỗng nhiên mình nhìn qua cái ô cửa, cái khung sương mù rồi kết hợp với cả hình ảnh cô gái đó, và trên tay cầm một cái nhành hoa tím, và xa xa thì mình lại nhìn thấy một cái bức tường đá được xếp rất là đẹp ngay ngắn của cái trại sáng tác, của nhà sáng tác đó. Và tự nhiên mình nảy sinh ra một cái ý tưởng là vẽ hoa và đá. Thì cái tác phẩm đầu tiên của mình được thể hiện là hoa bìm bìm và đá. Và rồi thì kết thúc trại, mình đã có 7 tác phẩm. Đấy, có 7 tác phẩm hoa và đá, chỉ chiên hoa và đá, và một tác phẩm là một tác phẩm đó là lễ ăn hỏi. Đấy, thì kết thúc trại mình được 8 tác phẩm. Thì sau khi kết thúc trại thì Hội Mỹ thuật Việt Nam thấy tác phẩm ăn hỏi của mình là có giá trị về nghệ thuật, nên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã sưu tập cái tác phẩm đó. Và sau khi 7 tác phẩm của mình được hoàn thành trong cái trại sáng tác đó, đến khi mình mới kết hợp được với cả một số anh em họa sĩ trong trại, và kết hợp được một số bạn bè trên Facebook, và mình đã tổ chức
ra một cái cuộc triển lãm mang tên là Kết Lối. Đấy, mà công chúng bạn bè yêu mến nghệ thuật thì đã đến dự khai mạc vào tháng 6 năm 2017 của mình tại cái triển lãm 16 Ngô Quyền mang tên là triển lãm Kết Nối. Và cái thành quả mà mình muốn nói ở đây ấy, thì là một cái thành quả mà được cái công chúng và đặc biệt là được cái nhà sưu tập rất là yêu quý cái tác phẩm của mình trong cái thời gian triển lãm. Và cái tác phẩm của mình thì gồm có 7-8 tác phẩm của mình tham dự. Thì một tác phẩm của mình được tặng cái chương trình cho cái Bộ Ngoại giao, chương trình tặng tranh nhé, cho cái Bộ Ngoại giao và được mang sang Bộ Ngoại giao Malaysia để trưng bày. Và mình tặng lại cho Bộ Ngoại giao Malaysia. Thì ngoài ra còn 7 tác phẩm của mình còn lại thì rất là được công chúng và những người thưởng thức nghệ thuật yêu quý và được các nhà sưu tập thì đã sưu tập hết 7 tác phẩm tranh của mình. Và thực ra mình cũng chẳng phải khoe gì, nhưng mỗi một tác phẩm của mình đều được bán với giá là $1,000, $1,000 USD đấy, dạ vâng, trên một tác phẩm của mình. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là ấn tượng đối với cả bản thân mình trong một cái giai đoạn gần đây. Như vậy có thể nói đó là một lần tham gia trại sáng tác rất là thành công của anh đúng không ạ? Đã mang lại cả những cái niềm vinh dự rất là lớn khi mà tranh của anh đã được mang tặng sang cả Đại sứ quán của Malaysia. Vâng thưa anh, là vậy thì anh thường sáng tác theo trường phái nào và anh thường sử dụng chất liệu nào trong sáng tác ạ? Thì nói đến trường phái trong hội họa thì có rất nhiều các trường phái khác nhau. Trường phái lập thể, trường phái ấn tượng, trường phái trừu tượng, trường phái bán trừu tượng, rồi rất là nhiều trường phái. Thì với tranh của mình ấy, thì trong những năm từ trước những năm 2015 ấy, thì tranh của mình chủ yếu là theo cái trường phái hiện thực, bởi vì mình rất là yêu quý con người Hưng Yên và tranh của mình thì muốn rất là ca ngợi về cái vẻ đẹp của Hưng Yên. Cho nên là trong tranh của mình là trước những 2015 ấy thì chủ yếu là tranh hiện thực. Thì gần đây ấy thì mình có những cái sáng tạo mới, tức là có những cái trường phái trong tranh, chẳng như trong tranh Làng Gốm của mình ấy, thì nó lại thiên về trường phái lập thể. Và đặc biệt là trong cái triển lãm vào tháng 10 vừa rồi, từ ngày 20 tháng 10 vừa rồi, ở triển lãm 16 Ngô Quyền ấy, thì tranh của mình được công chúng yêu quý ở chỗ là mình đã thay đổi phong cách hoàn toàn. Đấy, thì những cái tác phẩm đó đều thể hiện được ở cái góc độ về tranh là bán trừu tượng là nhiều. Đấy. Thưa anh, là vậy thì anh thường sử dụng chất liệu nào khi mà sáng tác ạ? Thì chất liệu thì mình có sử dụng nhiều các chất liệu. Sơn dầu có, bột màu có, sơn mài có. Đấy, nhưng mà chung quy lại mình ấy thì trong tranh mình thì chủ yếu là chất liệu sơn dầu là chủ yếu. Dạ vâng. Thưa anh, là với những người yêu hội họa thì có thể dễ dàng phân biệt được là trường phái lập thể hay là trường phái trừu tượng. Nhưng mà có thể là với phần đông công chúng thì công chúng có thể chưa hiểu rõ lắm như thế nào là cái trường phái lập thể. Anh có thể giải thích rõ hơn để đúng công rồi. Chúng được rõ ạ. Đúng rồi, bởi vì cái trường phái lập thể với công chúng mà không phải là chuyên ngành ấy, thì cũng khó thể là nhận thấy. Bởi vì trường phái hiện thực có nghĩa là trong tranh thể hiện được tất cả những cái gì nó hiện thực, nó rất là gần gũi rồi, đấy, rất là dễ hiểu rồi, đúng không? Những cái đấy thì là hoàn toàn là cuộc sống, nhưng là rất mà dễ hiểu. Cái trường phái trừu tượng hoặc là trường phái lập thể, thì trường phái lập thể thì cái khởi nguồn phải là họa sĩ Picasso, đấy, người đã khởi nguồn ra cái trường phái lập thể. Đấy. Thì trường phái lập thể ở đây thì chủ yếu là người ta sự cô đọng, người ta chất lọc về những hình ảnh và màu sắc trong tranh. Vâng. Thế còn với trường phái trừu tượng và bán trừu tượng mà anh đang thay đổi thì đó là như thế nào ạ? Thì trường phái trừu tượng là nếu như mà người không am hiểu về nghệ thuật đấy thì rất là khó, bởi vì trong tranh không có hình. Đấy. Nhưng mà trường phái bán trừu tượng như của mình ấy, thì trong tranh nó có một chút hình ảnh, nhưng mà hình ảnh không phải là thật, hình ảnh nó ảo. Đấy, hình ảnh nó nằm trong cái không gian và kết hợp giữa cái màu sắc và cái đường nét tạo cái hình ảnh nó không phải là hiện thực nữa. Đấy, và nó vẫn tất nhiên là cái trường phái lập thể là cái trường phái trừu tượng ấy thì là cái trường phái không có hình rồi. Như trường phái bán trừu tượng mà trong tranh của mình gần đây ấy thì là cái trường phái nó có một chút hình. Nó có một chút hình trong tranh. Dạ vâng. Thì người xem với cái chuyên ngành thì dễ nhận được thấy. Vâng ạ, qua cuộc trao đổi ngày hôm nay thì khán giả cũng đã có thêm những kiến thức để khi mà mình tiếp cận với các bức tranh được dễ dàng hơn ạ. Thưa họa sĩ Lý Văn Vinh, là để có một bức tranh đẹp thì theo anh là cần phải làm gì ạ? Và anh có lời khuyên nào dành cho các họa sĩ trẻ ngày hôm nay không ạ?
Để có một cái bức tranh đẹp thì người họa sĩ đầu tiên đấy phải là người họa sĩ phải công phu, phải tìm tòi và phải sáng tạo, phải biết tư duy từ những cái thực tế, từ những cái cuộc sống thực tế, từ cái cuộc sống đời thường của con người. Thì người nghệ sĩ, người họa sĩ phải biết tư duy, biết chiều tượng để tạo thành những cái tác phẩm mà nó phải bắt nguồn được cái nhịp đập hơi thở của cuộc sống. Thì ở đây thì đòi hỏi người họa sĩ phải am hiểu về nó, phải đi thực tế, phải am hiểu về nó, phải thấy rằng là cái cần mà thể hiện thì mình phải biết thể hiện, biết chất lọc từ cuộc sống. Còn mà để khuyên cho các anh em họa sĩ trẻ thì với bản thân tôi thì tôi không có lời khuyên gì. Đấy, nhưng mà tôi chỉ có mượn một cái câu nói của họa sĩ Trần Huy Oánh. Năm 2015 thì họa sĩ Trần Huy Oánh có được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên mời về tọa đàm với anh em họa sĩ của tỉnh. Thì tôi rất tâm đắc cái câu nói của họa sĩ Trần Huy Oánh, đó là nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là ngồi vào bàn làm việc đúng giờ. Đấy. Vậy ta thấy rằng là tất cả chỉ có lao động, chỉ có thông qua lao động thì mới có tác phẩm đẹp. Đấy, anh phải vẽ nhiều. Đấy, anh phải vẽ nhiều, anh phải làm việc nhiều thì sẽ có tác phẩm đẹp. Đấy, thì sẽ nhìn nhận ra được cái đẹp trong tạo hình. Vâng, rất là cảm ơn họa sĩ Lý Văn Vinh với những kinh nghiệm chia sẻ rất là quý báu trong quá trình sáng tạo tác phẩm mỹ thuật của mình. Và xin chúc anh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các kỳ liên hoan sắp tới ạ. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.